Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại trên đồ của Giao Dung. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn skin Free Fire. Mình mod luôn skin Free Fire mắt, nó mới khác biệt nha các bạn. Skin Free Fire mắt. Được rồi, bây giờ mình sẽ lựa skin mod. Mình mod ở trên chuyên đồ của Asset Mod 666. Mình mod ở đâu? Mình sợ đó thôi. Mình vừa mod cái bộ này và mình đang tính mod, đợi thêm khi nào ra cái bộ nó đẹp hơn thì mod. Thì cách mod đơn giản thôi, các bạn vào file các bạn tải về. Mình thấy mình sẽ mod kiểu cái kiểu này thì không cần mod, có bộ này có sẵn mà. Trước mình mod bộ này rồi, bây giờ mình sẽ mod mod bộ nào nhỉ? Mấy bộ dưới đây là vậy, các bạn nhìn kỹ OB3043, OB44. Mình sẽ mod bộ này. Bạn này để ở trong phần bình luận, ở trong phần mô tả nè. Tại mod ở đây nè. Khi phải mất bị mất tiêu rồi nè. Thì bạn này không mod được rồi, khi phải mất rồi. Nhưng mà mình đang cần mod bản khi phải mất. Mod thần này đi. Xem cái này mod được không? Đây có khi phải mất nè. Sẽ để ở đây mod. Đấy, mọi người tải về. Bình thường thì mọi người phải vượt link rồi các kiểu nhá. Mọi người phải vượt link rồi mới cần mọi người mới mod được. Yes sir, Saitama đã quay trở lại rồi đây. Có thể là anh Hải hơi sương một chút xíu. Bản này thì mình không mod skin nha, bản này mình chỉ mod, mình chỉ để dành mình mod mấy con này thôi. Mọi người xem mình bắn trong trận rồi mình sẽ mod mod nha mọi người. Xem trận này được 10 kill không nữa. Mình đang chơi ở mức rank 3 sao huyền thoại. Đang cày lên huyền, à đang cày lên cao, cao thủ. Đang cày lên cu thảo. Khá là mượt. À quên nữa. Mình bật cái khử tiếng ồn lên để mọi người đỡ nghe mấy cái âm thanh ồn ồn. Nãy giờ nói có lẽ hơi ồn một chút xíu. Mình là Kudo Shinichi đây các bạn. Xuyến Nguyễn Chi. Mình là Kudo Shinichi. Thám tử lừng danh. Đây là tháp đồng hồ, một khu vực rất đáng nghi ngờ. Và theo vụ án, hung thủ đã để lại đây những vết tích. Một khẩu paraffin và một cây katana cùng với một khẩu súng lục. Mình đã mang về nhà, mình đã cầm theo đạn và cũng như là cây katana. Ở hiện trường còn có một chiếc giáp ba. Mình xin lỗi nó luôn. Nhưng mà sao 30 mấy người mà đi không thấy ai nhỉ? Hồi nãy họ đã cứu mình và bây giờ mình phải cứu họ. Đạn ra sao bị delay nhỉ? Rồi xong, ngấm luôn các bạn. Thank you.
kẹt đạn chứ không? Không may nhiều. Đồ người trong đây ta. Biết ơi, trong lúc đợi bàn này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em mod luôn. Phải cả đạn thật chứ không thể tin được. Anh em tải cho mình cái Yabby Chipper. Cái này ở trên set play. Đem vào phần đoan và cái file mà hồi nãy mình đoan, đó là cái file. Cái nào vậy ta? Cái nào vậy nhỉ? Mình vừa tải file nào đó mình vừa. Mình vừa tải file V8 nha. Ok. V8, mình vừa tải V8, anh em bấm vào chuột trái. Bấm thôi chứ không cần giữ đâu nha, bấm rồi bấm chữ xem, bấm vào này. Xong anh em chọn. Anh em giữ im chuột phải, á chuột trái, xong bấm chữ sao chép. Anh em ra Android data FIFA Max. Cái này là mình giờ FIFA Max, phim vay thường thì đơn giản hơn, phim vay thường thì chỉ cần như này vào cái này dán thay thế là xong. Nhưng mà FIFA Max thì phải vào cái này lần nữa xem này FIFA Max có thêm cái này nữa đó, thì anh em phải sao chép đấy. Rồi Android ta thôi, FIFA Max thì có thêm cái này nữa thôi, thay thế luôn đó. Em sau đó anh em tắt cái này đi, chờ lại FIFA thì chắc là được rồi. Chúng ta xem điều này bắn tí nữa ao FIFA vô lại được nó có bên phải sau rồi xong ngọn luôn, bye bye luôn. Nó có tức thì luôn mọi người ơi, đang chơi game cái nó có luôn này. Mod FIFA thức tỉnh, nhân vật là Hayato thức tỉnh nha. Giờ mình sẽ mod một cái con khác đi. Mod con này lớn quá bạn ơi. Mod con này giống quá. Mod này bị mất tích hay không mình không biết đâu nha mọi người. Tự chịu. Mình mod mình chưa mất. Mọi người thì mod mọi người tự chịu nha. Mình muốn mod cái này. Muốn mod cái này mà không có. Mình sẽ có nhân vật nào đó dễ thương chút xíu. Thứ ba mình sẽ mod lại cái nhân vật thứ ba. Superman gì nhỉ? Đây. Là gì nhỉ? Này là Saitama, mod là Saitama nha. Bây giờ mod Android data đấy, thì mày mát hai dán này thay thế nha. Đoan về ba xem, ngày xưa là anh em chỉ cần dán thôi, bây giờ anh em phải lấy từng cái anh em dán luôn, dán vậy nó chuẩn hơn. Bây giờ kiểu FIFA nó lắc nhẹ rất là coi như anh em khỏi luôn rồi. Xong anh tắt đi. Xóa bản cho anh, xóa bản cái 8. Sai, bản xấu quá. Android Data FIFA Max sai.
anh em thấy mình làm nhanh quá thì cũng không nhanh, nhanh nhưng mà nó cũng chỉ là như vậy thôi, nó cũng chỉ là như vậy thôi. Rồi screen wide này à, cũng có một cái file duy nhất trong bấm tới thì tới đoạn này, tới cái này thì nó mới anh nó mới chuyển sang cái này, xong nó mới như vậy không. Android này, data preferred này, wifi đó, bấm liên tục cứ Android đến đoạn này thì nó mới xong đó. Đó cái đấy là đó good. Chúng ta vào free file. À, bây giờ là biến thành của cái gì đây? bị lỗi mất tiêu rồi bà con cô bác, bị lỗi mất tiêu rồi anh chị ạ. Anh chị xem quả bị lỗi quay đầu chọc nè, đỉnh vãi đạn, quay đầu chọc. Chọc các bạn, mình là quay đầu chọc đeo mặt nạ. Ui, làm gì có cái nào như này. Mod thành quay đầu chọc, ok đó. Rồi các bạn mod thử nha. Bài ạc mình không chịu thôi.